Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại mình đang test cho tất cả các bạn về xem cái chất lượng hình ảnh của chiếc camera ngụy trang cục phát TP-Link 2 dâu ở đây. Cái cục phát này thì các bạn hoàn toàn có thể là phát wifi sử dụng cho điện thoại này, phát wifi sử dụng cho TV và máy tính rất là phù hợp trong tất cả căn nhà các bạn nhé. Nói chung là thời buổi bây giờ lắm 2021 rồi, nhà ai cũng sử dụng wifi, lên nhà ai cũng sẽ sử dụng một cái cục phát, ít nhất là một cục phát này. Còn nhiều nhà có 4 đến 5 tầng thì sẽ sử dụng đến 4 đến 50 cục phát như thế này, thì các bạn hoàn toàn có thể là ngụy trang ở phòng khách này, phòng ngủ này, hay là văn phòng công ty thì rất là ok các bạn nhé. Và đây là chất lượng hình ảnh thực tế từ chiếc camera này truyền về điện thoại mà các bạn xem được ở từ xa, không giới hạn khoảng cách. Có nghĩa là các bạn để cái cục phát này ở cái văn phòng hội họp của công ty mà các bạn đi công tác, đối tác từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam, là hoàn toàn là xem được trên điện thoại mới biết là hôm nay nhân viên có đi làm hay không, hay là mình ở xa mà mình vẫn kiểm soát được những cái động thái, những cái hoạt động của nhân viên để mình đánh giá năng lực, đánh giá chất lượng hình ảnh của nhân viên nó như thế nào các bạn nhé. Và đây là hình ảnh nó truyền về led căng luôn các bạn ạ. Và ngày giờ đây này là đúng với ngày giờ hiện tại các bạn nhé. Ngày giờ là đúng với ngày giờ hiện tại này, thì các bạn chú ý giúp mình này, sản phẩm này có độ phân giải cao nhất là 4K, còn thấp là 1080 các bạn nhé. Cái chất lượng 1080 với 4K nó cũng không khác nhau là nhiều đâu khi trên sản phẩm này. Nhưng mà khi các bạn xem qua đây các bạn nhé, đây qua trái này, qua phải này, qua trái này, qua phải này, để các bạn cùng xem về cái độ nhạy của sản phẩm cũng như là cái độ chớp của sản phẩm, nó sẽ không hề bị giật, không hề bị lag, rất là mượt về dòng sản phẩm này các bạn nhé. Đấy, và sản phẩm ở đây là sản phẩm mới kính con 100% luôn. Đấy, các bạn soi cây này, đấy cũng hoàn toàn ok này, trái này, phải này, trái phải này, rất là mượt các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từ A đến Z để khi các bạn mua sản phẩm về là các bạn sẽ vào xem được như mình, ngon lành như mình luôn các bạn nhé. Thì đầu tiên là mình giới thiệu sơ qua về cái mẫu mã sản phẩm này đã. Cái sản phẩm này là do sản phẩm là mới cứng luôn các bạn nhé, hàng full box mới về công ty luôn, nên cái tủ có một cái túi ni lông ở đây để bọc chống sốc, chống xước, nên mình sẽ không bóc ra, nên các bạn nhìn đây nó sẽ hơi xấu một chút các bạn nhé, nên các bạn thông cảm giúp mình, chứ không phải là mình không bóc các thứ đâu. Đấy, nếu mà nhìn như thế này ấy, thì các bạn không thể nào mà biết được mắt camera được giấu kín ở đâu cả. Các bạn chú ý giúp mình, đây mình sẽ nói luôn để đỡ mất thời gian cho các bạn nhá. Đấy, đến bản thân mình đây, khi nhập về còn phải tìm chán chê mới thấy được cái mắt camera bé xíu ở trong này, mà nó sâu ở bên trong cơ các bạn nhá. Kể cả mắt thường các bạn nhìn thẳng vào đây này, đấy, trời sáng mà nhìn thẳng vào đây nhìn cũng hơi bị khó luôn các bạn nhá. Đấy, mắt kín đáo ngụy trang ở trong này, siêu kín đáo luôn. Đấy, còn về cái cục phát này ý, thì các bạn hoàn toàn có thể là chia ổ ở đây, có 4 ổ để các bạn chia ổ vào đây để sử dụng cắm wifi, sử dụng phát wifi dùng bình thường các bạn nhá. Đây là cái hai dâu để phát tín hiệu cho nó. Thì sản phẩm tặng kèm ở đây thì sẽ có giấy tiếng Anh này, đây cái giấy tiếng Anh để cài đặt này, một cái dây cáp mạng ngắn này. Đấy, nói chung là cái hàng này là hàng của Việt Nam các bạn nhé. Nên tất cả các bạn mua ở cục phát như thế nào ngoài thì sản phẩm nó cũng y hệt như vậy. Đấy, một cái khay đựng ở đây là bằng giấy đây các bạn nhé. Có giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt đầy đủ hết này. Trên giấy các bạn chú ý giúp mình nhé, trên giấy ở đây là mình đã ghi tất cả các bước này, từ những cái bước tải phần mềm đến khi xem từ xa, đây là đầy đủ hết, tặng kèm cho tất cả các bạn luôn. Thì các bạn chú ý giúp mình nhá, là cái này cài đặt nó cũng dễ lắm, nên các bạn chỉ cần xem kỹ cái video của mình thôi, suýt quên các bạn nhá. Tặng kèm thẻ nhớ cho tất cả các bạn 128GB luôn. Đấy, tặng thẻ 128GB là khi đầy thẻ nhớ là nó sẽ lưu hết vào cái thẻ nhớ này, để được 15 ngày thì nó mới đầy các bạn nhá. Và khi đầy thẻ nhớ nó sẽ tự động chèn, tự động xóa, có nghĩa là ví dụ này, lưu đến ngày 16 sẽ xóa ngày số 1, lưu đến ngày 17 xóa ngày số 2, lưu đến ngày 18 xóa ngày số 3, để đảm bảo cho các bạn là tất cả dữ liệu, tất cả thông tin nó sẽ lưu hết vào cái thẻ nhớ này để về các bạn cùng xem lại được các bạn nhá. Đây là cục phát, đấy nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Và các bạn chú ý giúp mình này, đây chính là cái dây nguồn điện để cung cấp cho cái cục phát này. Thì khi các bạn mua cục phát này hay là cục phát bình thường đi chăng nữa, không có camera đi chăng nữa, thì về nhà sử dụng được các bạn đều phải cắm cái nguồn điện để nuôi cái cục phát này. Đấy, khi các bạn cắm nguồn điện nuôi cục phát này thì đồng thời nó sẽ nuôi luôn cái camera tích hợp ở trong này. Đấy, và khi các bạn rút cái dây sạc này ra, rút dây sạc ra coi như là để nguyên, không dùng cục phát nữa, thì pin nó vẫn tích ở trong này thêm được 10 tiếng nữa thì mới hết pin. Các bạn chú ý giúp mình nhá, pin tích vào 10 tiếng nữa mới hết pin, là trong trường hợp bị mất điện hay là bị cúp điện ấy các bạn nhá, thì vẫn quay được 10 tiếng ngon lành cánh đào nữa. Đấy, đơn giản là chỉ có như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bước trên điện thoại các bạn nhá. Đầu tiên thì như trên giấy hướng dẫn sử dụng tải rồi, các bạn tải phần mềm Loopcam này về giúp mình là bước đầu tiên. Bước thứ hai là các bạn vào phần cài đặt tìm wifi này, thì cái cam này nó sẽ phát ra một cái mã wifi và không có mật khẩu như thế này, thì các bạn sẽ kết nối với cái mã wifi của nó, là bước thứ hai nhá các bạn nhá. Bước thứ hai, nhiều bạn cũng hỏi mình này,
Ví dụ bây giờ nhá, là cái wifi này nó không có mật khẩu đúng không? Đấy, thì bây giờ là nhỡ người khác vào xem được thì như thế nào? Thì sẽ có hai phương án giải quyết cho các bạn về cái vấn đề thắc mắc đấy. Phương án thứ nhất là sẽ giúp các bạn là đặt mật khẩu cho cái wifi này để người khác không vào xem được. Còn phương án thứ hai là mình sẽ giúp các bạn ẩn luôn các bạn nhá. Ẩn luôn có nghĩa là mất luôn cái wifi này. Khi các bạn tìm nhá, các bạn nhìn kỹ giúp mình nhá. Kết thúc của nó là DGUII, mở đầu là F28, và một lúc nữa mình sẽ ẩn luôn cái wifi này đi để giải quyết hai cái vấn đề đấy, để các bạn đỡ phải lăn tăn và băn khoăn về cái việc là sợ người khác xem trộm rồi các thứ, nên các bạn yên tâm bảo mật tuyệt đối luôn các bạn nhá. Đấy, bước thứ hai là kết nối rồi. Bước thứ ba là mình thoát ra vào lại phần mềm nút cam, là bước thứ ba. Đấy, sau khi vào phần mềm nó sẽ tạo ra một cái ô như này. Những bạn nào muốn xem thì chấm thẳng vào đây. Khi chấm thẳng đây nó sẽ hiện ra hai biểu tượng. Biểu tượng bên phải là mô đít đây, là biểu tượng đặt mật khẩu cho cái wifi vừa xong ấy. Thì các bạn đặt mật khẩu ở đây cho mình. Còn những bạn nào không muốn đặt mật khẩu thì vào xem luôn là đều được hết các bạn nhé. Sản phẩm này thì độ phân giải như lại mình nói rồi, 4K là cao nhất, thấp nhất là 1080 các bạn nhé. Còn những bạn nào muốn chụp hình này thì ấn vào đây này. Để zoom to zoom bé này thì không nói rồi, vừa xong mình bảo rồi nhá. Đấy, bây giờ chụp hình này thì ấn vào đây để chụp hình này. Quay phim thì ấn vào đây để quay phim này. Đấy, lưu lại thì ấn đây lưu lại này. Độ phân giải thì nói rồi. Đấy, còn cái hình tròn trắng xám đây chính là cái tăng ánh sáng. Tăng ánh sáng cho cái chất lượng hình ảnh này, cho nó nét, cho nó đẹp. Thì nếu mà theo như mình ý, thì các bạn cứ tăng lên 2/3 là được. Còn những bạn nào mà muốn nét căng hơn ý, thì là các bạn tăng mắc lên cũng được các bạn nhá. Đấy, còn mình là tăng lên 2/3 đã là thấy là ok lắm rồi. Còn này thì là tùy theo nhu cầu thì các bạn cứ linh động thôi. Bạn nào thích LED thì mình chỉnh, mà không thích LED thì là chỉnh xuống thôi. Thế là theo yêu cầu các bạn thôi các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ bách ra này. Đấy, còn bây giờ những bạn nào mà muốn chụp hình xem cái hình ảnh vừa xong mình vừa mới chụp thì các bạn vào biểu tượng đây, photo ở đây này. Đấy, để các bạn xem này, hình ảnh này trực tiếp là xem được hết, zoom to zoom bé được hết này. Đấy, và bây giờ nhiều bạn cũng hỏi mình là lúc nãy anh bảo là đặt mật khẩu như thế nào, hay là anh hướng dẫn em cách lưu thẻ nhớ đi, hoặc là những anh hướng dẫn em cách ẩn wifi đi, thì tất cả những cái câu hỏi đấy của các bạn nói chung là các bạn thắc mắc nó cũng như mình thôi các bạn nha. Nên mình sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn cái bước này này. Tất cả câu hỏi đấy giải quyết bằng một cái thao tác rất là đơn giản thôi. Các bạn vào hình bánh răng ở đây này các bạn nha. Các bạn nhìn thẳng tay mình này, hình bánh răng này. Đấy, làm chậm nhưng mà chắc nhá, làm được bước nào chắc luôn bước đấy các bạn nha. Đây, vào hình bánh răng này. Đấy, các bạn chọn này, chọn chữ device setting ở đây này. Đấy, tức là dòng thứ ba từ dưới lên tương đương với 1 2 3 4, tức là dòng thứ ba từ dưới lên tương đương với dòng thứ năm từ trên xuống, là chữ device setting ở đây. Đấy, khi các bạn chọn vào thì đây nó có nhiều mục các bạn nhé. Nhìn chú ý giúp mình này, nó có biểu tượng đầu tiên là cảnh báo chuyển động, thì bên cạnh đây nó có cái biểu tượng cái chuông có tiếng phát ra tiếng ở đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy cảnh báo chuyển động này, kiểu như cái chuông cấp cứu ấy các bạn nhé. Cái thứ hai là cài đặt mật khẩu, thì nó hiển thị cái biểu tượng khóa ở đây là mật khẩu này. Đấy, cài đặt thẻ nhớ thì SD setting nó có biểu tượng thẻ nhớ này. Cài đặt thời gian thì nó biểu tượng hình con mắt ở đây để có 5 cái tia kiểu như đồng hồ báo thức đây các bạn nhé. Cái thứ 6 là cài đặt wifi setting em ra thì nó có biểu tượng wifi ở đây. Đấy, những bạn nào mà muốn cảnh báo chuyển động thì ấn vào alarm config là cài đặt thôi. Còn những bạn nào mà muốn mật khẩu thì ấn vào đây để đặt mật khẩu. Còn những bạn nào muốn lưu vào thẻ nhớ thì chọn vào SD setting để lưu vào thẻ nhớ thôi. Lưu vào thẻ nhớ thì các bạn bật xanh hết lên cho mình nhỉ. Bật xanh hết lên các bạn nhé. Các bạn sẽ chọn vào con số 30 ở đây. Con số 30 ở đây nó sẽ có thời gian như là 1 phút, 3 phút, 5 phút, 30 phút. Mình sẽ chọn 30 chẳng hạn. 30 ở đây là cái con số để mình giải thích cho các bạn. Ví dụ 30 đây là 30 phút tương đương với cứ quay 30 phút lưu lại một lần, quay 30 phút lưu lại một lần, có nghĩa là 1 tiếng nó sẽ lưu cho các bạn thành 2 video, và 1 ngày 24 tiếng sẽ lưu thành 48 video. Đơn giản là chỉ có như vậy thôi. Đấy, còn những bạn nào mà thích 5 phút, thích ngắn hơn thì mình sẽ chọn vào đây. Thay vì chọn 30 là mình sẽ chọn vào cái số 5 này. Đấy, là đơn giản là chỉ có như vậy thôi. Còn những bạn nào muốn xem từ xa nhá các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy, cái tên wifi của nó thì như loại mình nói đây này. Đấy, là tên wifi nó đây nhá. F28 không có mật khẩu đây nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem từ xa và cái ẩn wifi đấy luôn này. Đấy, các bạn vào biểu tượng wifi setting này. Wifi setting này. Đấy, các bạn chọn wifi nhà các bạn. Đây, mình sẽ chọn wifi nhà mình vào này. Nhập chuẩn, nhập đúng nha các bạn nha. Chậm thôi. Đấy, nhập chuẩn nhưng phải nhập đúng các bạn nhá. Đọc đi đọc lại cho nó kỹ vào. Nếu mà các bạn sai là các bạn phải reset nó mất công ra nhá. Đọc kỹ giúp mình này. Đấy, rồi ấn thấy đúng rồi. Rồi ấn ok này. Ok, đến bước này này các bạn nhìn này, đăng tải này. Đấy, nó thành một biểu tượng này, các bạn ấn ok tiếp này. Đến bước này các bạn thoát hẳn ra màn hình chính. Các bạn đợi tầm 30 giây sau các bạn mới vào lại phần mềm các bạn nhá. Thì thứ nhất là cái bước vừa xong đã giúp các bạn ẩn cái wifi của cam phát ra. Cái bước thứ hai là sẽ giúp các bạn
hoàn toàn có thể là xem được từ xa không giới hạn khoảng cách. Có nghĩa là các bạn đi từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc là hoàn toàn ok các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ test cho các bạn về cái ẩn wifi của cam đã. Các bạn thấy chưa? Cái tên wifi của cam thứ nhất là đã giải quyết xong, nó đã ẩn được cái tên wifi của cam đi. Là mở đầu là F, kết thúc là Y dài dài gì đấy các bạn nhé. Là đúng chưa? Là cái đầu tiên. Cái thứ hai là các bạn vào lại phần mềm. Và lại phần mềm lúc cam là các bạn sẽ hoàn toàn có thể là quan sát và giám sát xem được từ xa, đây hiển thị lên online rồi. Đấy, đơn giản là chỉ có như vậy thôi các bạn nhé. Thì vừa xong là mình đã giới thiệu hướng dẫn chi tiết cho tất cả các bạn về một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang dạng cục phát hai dâu TP-Link như thế này. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì có thể là nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với mình qua cái số điện thoại ở trên màn hình đây các bạn nhé. Là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cũng như là giới thiệu cho tất cả các bạn về những cái cách sử dụng này, mẹo sử dụng này. Hoặc là những bạn nào mà quan tâm tới những sản phẩm khác thì cũng hoàn toàn có thể là liên hệ bên mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.